đoàn cùng gồm. Kính thưa nhà tang và kính thưa anh chị em trong các tôn giáo bạn rất quý mến. Sáng hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ an táng cho ông An Tôn Đinh Ngôi, một người sống trong giáo xứ của chúng ta với 85 năm làm con cái của Chúa và làm con cái ở trần gian này. Ông đã qua đời một cách bình an. Kính thưa anh chị em, nếu chúng ta đi ngược lại dòng lịch sử, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của ông An Tôn Đinh Ngôi là một cuộc đời rất bình dị. Vào khoảng thập niên 1960, anh chị em biết rằng khi đó thì dòng Chúa Cứu Thế đã có một sở đồn điền cà phê được thành lập 1957. Và cái sở đồn điền cà phê đó do cha An Tôn Lập Oanh đã mua của một người Ý. Và sở dĩ ngài mua cái sở đồn điền cà phê đó là để làm ra tiền để nuôi anh em học viện. Anh em học viện là những thầy học để trở thành linh mục. Cho nên ngài đã mua cái sở đồn điền cà phê đó và quy tụ nhiều người ở nhiều nơi tới để làm công nhân cho sở đồn điền cà phê. Thì ông Đinh Ngôi vào cái thập niên đó cũng từ Quảng Ngãi đi vào trong này, trong Phú Sơn để kiếm công ăn việc làm. Và rồi ông đã tới được cái cơ sở đồn điền Dòng Chúa Cứu Thế và ông đã ở đó để làm việc. Và anh chị em biết rằng công việc làm lúc đó là gì? Công việc làm lúc đó là dùng cái cuốc để cuốc đất, để đào lỗ cà phê và để trồng cái cà phê. Rồi khi cái cà phê lớn lên thì làm cỏ, rồi bỏ bón phân. Và khi cà phê cho trái thì lại đi thu hoạch trái. Ông đã sống ở trong sở đồn đền cà phê nhiều năm và rồi ông đã lập gia đình với bà đời, tức là vợ của ông ngày hôm nay. Và trong cuộc đời của ông An Tôn Đinh Ngôi, chúng ta thấy ông sinh, hai ông bà sinh được 10 đứa con, có thể là hơn nữa. Và 10 đứa con ngày hôm nay đã lớn lên. Lúc còn nhỏ, hai ông bà vất vả lắm, bởi vì cứ mỗi một năm thì sinh một đứa, cho nên là nuôi rất là vất vả. Nhưng mà hai ông bà đã kiên nhẫn để nuôi con cái của mình. Và khi nuôi con cái của mình, lúc lớn lên thì ông cảm thấy rằng ông đã được thanh thản một phần nào. Bởi vì khi con cái lớn lên thì con cái đã làm việc được và giúp đỡ ông bà được, cho nên ông bà đã thanh thản một phần nào. Và trong những năm sau này, chúng ta thấy cái thú vui của ông An Tôn Đinh Ngôi là cái gì? Đó là cà phê. Ông uống cà phê không cần đường và ông uống một ngày rất là nhiều cữ. Và cái thú vui thứ hai là ông uống rượu. Đó cũng là một cái thú vui tiêu khiển của cuộc đời của ông, theo tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà trong cuộc đời của ông, tuy ông uống rượu, tuy ông uống cà phê, nhưng cuộc đời của ông là cuộc đời hiền từ. Ông luôn luôn cười, và ai chọc ghẹo ông cũng cười mà thôi. Và tôi nghĩ rằng đó là cái điều rất quý hóa đối với ông. Và khi mà ông sống cái cuộc đời như vậy, sống tử tế đối với mọi người,
thì chắc chắn ông cảm thấy rằng cuộc đời này thật sự là đáng sống và cuộc đời này là cuộc đời vui vẻ đối với ông. Và chúng ta thấy khi sống ở trong giáo xứ Phú Sơn này, ông bà đã sống lâu năm với chúng ta ở trong giáo xứ Phú Sơn này, nhưng thực tế khi mà chúng ta tìm hiểu về gia đình của ông bà, chúng ta thấy ông bà không có gây những điều bất bình đối với ai cả, và ông bà vẫn sống hài hòa đối với tất cả mọi người. Thì bà cũng là người rất là hiền lành mà thôi. Cho nên chúng ta thấy hai ông bà đã sống cuộc đời của mình thì với tất cả cái lòng yêu thương của mình. Đặc biệt là ông rất yêu thương bà. Cái điều mà người ta nói với tôi rất nhiều đó là ông rất yêu thương bà, cho nên ông đã gìn giữ bà. Đến nỗi người ta nói với tôi rằng khi bà mặc đồ đẹp, ông cũng không muốn cho bà mặc đồ đẹp. Cho nên cuối cùng ra ông muốn giữ hạnh phúc trong đời sống gia đình của mình. Và càng giữ hạnh phúc trong đời sống gia đình của mình thì cuộc đời của ông càng tốt đẹp và cuộc đời của gia đình của ông bà là tốt đẹp. Và chúng ta thấy một đời sống gia đình của người Công giáo, mình đã giữ đạo từ lúc còn bé, bởi vì thực tế ông đi ngôi thì với lại bà đời là người mới theo đạo sau này thôi, tức là khi vào nhà dòng rồi làm việc cho nhà dòng, rồi lúc đó thì mình là người ngoại giáo, nhưng mà khi làm việc trong nhà dòng thì từ từ bắt đầu theo đạo. Và rồi nhiều cặp vợ chồng đã thành hình ở trong nhà dòng, đã cưới nhau ở trong khi làm việc với nhau ở trong sở đồn điền cà phê của dòng chú Hữu Thế. Và tôi nghĩ rằng cái nơi dòng chú Hữu Thế đã giúp nhiều người biết được Chúa, đã giúp nhiều người trở về với Chúa và làm con cái của Chúa. Và rồi biến cố năm 1975 thì đồn điền cà phê không còn nữa, và tất cả những người làm việc trong đồn điền cà phê đều ra ngoài, và nhà dòng chia cho mỗi người một lô đất để mà sinh sống. Rồi đất đai mà trồng trọt hay trồng cà phê thì tự mình đi mua hoặc tự mình đi kiếm, bởi vì lúc đó đất đai vẫn còn rất là nhiều và đất đai lúc đó mua cũng vẫn là rẻ. Còn ai chịu khó đi khai hoang ở trên núi, trên đồi thì vẫn còn nhiều đất để có thể khai hoang được lắm. Cho nên ông bà đi ngôi cũng thuộc thủy diện như thế để thì là nuôi sống gia đình của mình. Và chúng ta biết rằng khi nuôi 10 đứa con như thế không phải là chuyện dễ, rất là vất vả. Nhưng mà hai ông bà đã cố gắng nuôi 10 đứa con để 10 đứa con có thể lớn lên và làm việc rồi giúp đỡ gia đình của mình. Đó là những điều mà chúng ta thấy trong đời sống của một con người sống trong giáo xứ của chúng ta. Một người Công giáo đã sống trong giáo xứ của chúng ta, sống rất nhiều năm tại giáo xứ Phú Sơn này. Và như thế chúng ta thấy rằng ông bà đã theo Chúa, đã theo Chúa tới cùng, đã theo Chúa tới phút giây phút cuối cùng khi tắt thở vẫn còn theo Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng ông bà đã luôn luôn sống tình yêu thương. Đặc biệt ông Anton Đi Ngôi đã sống tình yêu thương của Chúa, như bài đọc của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, ông đã sống tình yêu của Chúa một cách cao độ. Mặc dầu trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy có thể là có lúc ông đi nhà thờ, có lúc ông không đi nhà thờ, có lúc ông khỏe thì ông đi tới nhà thờ, có lúc ông yếu ông mới tới nhà thờ được, hoặc là có những lúc ông mải công việc này công việc kia ông không tới nhà thờ được, nhưng thực tế ông không bỏ Chúa. Và lúc trước khi tôi còn sức khỏe, tôi vẫn đi thăm
và gặp gỡ ông lúc nào cũng vậy, ông rất là vui và ông cảm thấy rất là yêu mến các cha. Khi các cha tới nhà, ông bà rất là yêu thương, rất là mến chuộng và ông bà tỏ ra rất là khiêm nhượng để đón nhận những lời các cha khuyên bảo. Tôi nghĩ rằng đó là điều rất quý hóa đối với một người theo Chúa và đối với một người làm con cái của Chúa. Vậy trong cuộc đời này, chúng ta thấy sinh, lão, bệnh, tử là cái định luật không ai có thể tránh khỏi, và ai cũng phải trải qua một cái chết. Có người trải qua cái chết lúc rất trẻ, có người trải qua cái chết lúc tuổi già, nhưng tất cả mọi người đều phải chết. Nhưng chúng ta tin vào Chúa, như thể là Lazaro đã tin vào Chúa, và chị em của Martha và Maria đã tin tuyệt đối vào Chúa. Cho nên khi Martha thưa với Chúa Giêsu, lạy Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng con biết rằng nếu Thầy xin gì với Thiên Chúa Cha thì Thiên Chúa Cha sẽ ban cho Thầy. Vậy thì Chúa nói với Martha rằng em con sẽ sống. Nhưng lúc đó Martha không hiểu gì, cứ tưởng rằng tới ngày tận thế thì em cô mới sống lại. Nhưng mà Chúa nói rằng em con sẽ sống lại ngay bây giờ. Và rồi Chúa đã làm cho Lazaro chết 4 ngày sống lại. Chúng ta thấy đó là phép lạ tỏ tường, một phép lạ lớn lao mà Đức Giêsu Kitô đã làm đối với Lazaro. Vậy thì ngày hôm nay khi ông Đinh Ngôi tới nhà thờ một lần cuối cùng để làm gì? Để tạ ơn Chúa vì cái nhà thờ này đã giúp ông gặp gỡ được Chúa, đã giúp ông lãnh nhận bí tích thánh thể, đã giúp ông lãnh nhận bí tích giải tội và các bí tích khác. Ông đã sống ở trong nhà thờ này, và chính nhà thờ này qua cái bàn thánh của Chúa, Chúa là đấng phục sinh, Ngài sẽ làm cho tất cả mọi người sống lại. Và chúng ta tin rằng qua bàn thánh của Chúa, chúng ta khi chúng ta tham dự thánh lễ, Chúa Giêsu phục sinh sẽ làm cho con người chúng ta sống lại, và con người chúng ta sẽ sống lại thật sự vào chính ngày tận thế. Và thưa anh chị em, thời Trung Cổ khi người ta, những người chết thì thường thường người ta chôn chung quanh nhà thờ, và người ta tin rằng khi những người còn sống đi vào nhà thờ thì những người chết nằm ở chung quanh nhà thờ sẽ là một cái lớp bọc để cùng những người sống dâng thánh lễ. Và thời Trung Cổ người ta tin vào như vậy. Cho nên tất cả những người chết vào thời Trung Cổ họ đều chôn chung quanh nhà thờ cả. Và họ tin rằng người sống, người chết sẽ cùng nhau hiệp dâng thánh lễ. Và họ tin rằng nhà thờ là nơi không những những người sống gặp nhau, nhưng những người sống sẽ gặp các thánh, những người sống sẽ gặp các linh hồn. Và như thế nhà thờ là nơi mà chúng ta gặp được chính Chúa, chúng ta gặp được chính các linh hồn, và mầu nhiệm các thánh thông công thực sự nằm ở trong nhà thờ. Chúng ta thấy cái điều đó là cái điều rất rõ ràng để chúng ta tin. Vậy thì ông Linh, ông Anton Đinh Ngôi tạ ơn Chúa lần cuối cùng, nhưng ông Đinh Ngôi cũng xin lỗi chúng ta lần cuối cùng, bởi vì trong cuộc đời của mình chắc chắn không thể nào tránh khỏi những điều này điều kia đối với người này người nọ. Cho nên giờ phút này ông ở trước mặt chúng ta, ông tạ ơn Chúa và ông xin lỗi mỗi người trong chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng ra để cảm ơn Chúa, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ông để xin Chúa rộng lòng tha thứ
với lòng trạnh thương của Chúa, xin Chúa đưa linh hồn An Tôn đinh ngôi về nước Chúa trên nước thiên đàng. Tất cả chúng ta hãy hiểu rõ rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như ông An Tôn đinh ngôi mà thôi. Chúng ta cũng sẽ vào nhà thờ, và rồi chúng ta cũng sẽ tạ ơn Chúa, và chúng ta cũng sẽ xin lỗi anh em của chúng ta như ông An Tôn đi ngôi ngày hôm nay đang nằm trước mặt chúng ta để làm những công việc đó. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse cùng dẫn đưa ông An Tôn đi ngôi về nước Chúa, để nơi đó ông cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta, ông cầu nguyện cho gia đình của ông cầu nguyện cho vợ của ông cầu nguyện cho con cái của ông và họ hàng của ông. Đó là những điều chúng ta tin khi chúng ta tin vào Chúa là đấng công minh, Chúa là đấng an ủi chúng ta, và đặc biệt Chúa sẽ ban cho chúng ta sống lại vào ngày sau hết. Amen.